Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này ở biệt thự, bà Hà, ông Tùng và Trúc Ngân đang lo lắng không yên. Cô đang ở căn hộ của Thanh Bình thì có điện thoại bà Hà gọi đến, nói anh và Ngọc Châu bị bắt, lập tức hốt hoảng rồi chạy về nhà ngay. Khi cô đến mới nghe tài xế kể lại việc xảy ra lúc đó. Công an đã đến hiện trường và điều tra. Tài xế mới về nhà báo tin, bây giờ mọi người trông chờ tin từ phía công an, cứ thấp thỏm không yên vì lo cho cả hai. Bà Hà cũng khóc, ông Tùng bên cạnh phải trấn an. Chuông cửa ngoài cổng vang lên, Tròn chạy nhanh ra mở, còn đang không biết ai đến, trông thấy Thanh Bình cùng Ngọc Châu vào nhà, cả ba người vui mừng. Hai đứa có sao không? Ba mẹ nghe tài xế về nói hai đứa bị bắt đưa đi mà lo quá. Con không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mẹ. Anh có bị thương ở đâu không? Em nghe tài xế nói anh bị đánh. Trúc Ngân lo nhìn một lượt khắp người anh. Anh không sao, em đừng quá lo lắng. Ba mẹ, chị Trúc Ngân em lên phòng. Ngọc Châu mắt đỏ hoe bỏ chạy lên lầu. Bà Hà nhận ra sự bất thường của con gái nên hỏi. Em con có bị làm sao không? Không có gì đâu mẹ. Rang rang rang. Điện thoại của Trúc Ngân đổ chuông. Cô đến lấy ra xem là của Hiếu Hiệp vội nghe máy. Không biết bên kia nói gì mà cô có vẻ khẩn trương. Làm sao có kim loại nặng chứ? Em có thể đảm bảo sản phẩm khi được tung ra thị trường đều đã trải qua các bước kiểm tra xác nhận an toàn chất lượng nghiêm ngặt. Em sẽ đến công ty gặp anh ngay bây giờ. Có chuyện gì sao? Trúc Ngân nhìn Thanh Bình nói. Anh Hiệp bảo có khách hàng tố cáo sản phẩm có kim loại nặng độc hại. Nhưng trước khi ra mắt tất cả các sản phẩm của công ty đều phải kiểm tra hết. Làm sao có chuyện có kim loại nặng được? Như vậy có sao không con? Con chưa biết nữa mẹ. Bà Hà nghe xong cũng lo mà hỏi, còn ông Tùng hơn nửa đời người trên thương trường nên ông vẫn giữ được bình tĩnh và còn đưa ra nhận xét. Việc này nghiêm trọng đó, nhưng con đã nói có trải qua các bước kiểm tra thì không thể xảy ra sơ suất. Phải xác định khách hàng có dùng sản phẩm của công ty không và đưa ra được bằng chứng. Nếu không đây là vu khống hạ bệ uy tín chứ chẳng phải chuyện đùa. Dạ ba, giờ con sẽ đến đó xem. Anh sẽ đi cùng em. Em thấy anh bị thương, giờ anh đến bệnh viện kiểm tra trước đã, em tự đi một mình được rồi. Không sao, chuyện của em vẫn là quan trọng hơn. Thôi, để Thanh Bình đi cùng con đi, nhiều người sẽ nhanh tìm ra cách giải quyết vấn đề hơn. Dạ, vậy thôi, bọn con đi nha ba mẹ. Ừ, hai đứa đi đi, mình đi anh. Sau đó Trúc Ngân cùng Thanh Bình rời khỏi nhà để đến Phát Lộc, mong là mọi chuyện sẽ ổn. Thấy bà Hà lo, ông Tùng động viên. Chắc không sao đâu, em đừng quá lo. Mong là vậy. Thôi, để em lên phòng xem Ngọc Châu. Hồi nãy về chưa gì đã chạy lên phòng. Vậy em đi đi. Bà Hà đứng dậy đi lên lầu. Ngọc Châu lúc này trong phòng nằm trên giường khóc. Lúc trên xe Thanh Bình đã lên tiếng cấm cản, không cho cô tiếp tục qua lại với Mạnh Hùng. Cô đã cãi lại thì bị anh dọa sẽ đưa ra nước ngoài. Ngọc Châu không biết sao ai cũng cho cô và Mạnh Hùng là không hợp. Trong khi bản thân cô thấy vui và hạnh phúc khi bên anh, ngay cả tình cảm cô cũng không được quyền lựa chọn theo ý mình. Nhiều lúc Ngọc Châu cảm thấy tù túng, ngột ngạt, cô không được là chính mình. Ba mẹ đã vậy, giờ đến anh trai, thậm chí là Trúc Ngân, không ai đứng về phía cô ủng hộ cả. Dù là vậy, cô cũng quyết tâm theo đuổi tình yêu đến cùng. Cốc cốc cốc, Ngọc Châu, con đang làm gì vậy? Tiếng bà Hà ở bên ngoài cửa, Ngọc Châu ngồi dậy. Đưa tay lau nước mắt, cô không muốn bà nhận ra bất thường rồi tra hỏi. Nếu bà biết mọi chuyện, có khi còn phản ứng gay gắt hơn anh trai. Mở cửa cho mẹ vào với. Mẹ, con cảm thấy trong người ở đâu không khỏe à? Dạ không có, con bình thường mà. Mẹ thấy lúc con về lạ lắm như muốn khóc vậy, mà mắt hiện giờ cũng đang đỏ. Có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào. Đâu có gì đâu mẹ, chẳng qua do con còn sợ lúc bị bắt thôi. Vậy hả? Mà con sắp vào học lại chưa? Tuần sau con học trở lại rồi mẹ.
Ừ, sắp đến sinh nhật 20 tuổi của con rồi, muốn tổ chức thế nào thì nói mẹ biết. Dạ thôi khỏi đi mẹ. Sao lại khỏi? Sinh nhật của con gái mẹ phải tổ chức chứ. Con chỉ muốn cả nhà cùng mừng sinh nhật, cắt bánh kem cùng con là được rồi, không cần tổ chức phô trương đâu. Trước giờ ba mẹ vì muốn bảo vệ con nên chưa công khai hình ảnh con ra ngoài. Mẹ dự định sinh nhật 20 tuổi này tổ chức cho con, sẵn giới thiệu mọi người biết con là con cháu nhà Nguyễn Lê. Con nghĩ không cần thiết, trước giờ mọi người ở ngoài không biết nhiều về con cũng không ảnh hưởng hay liên quan gì. Con chỉ cần làm con gái của ba mẹ, có người anh trai tốt thêm chị dâu là đủ rồi. Người ngoài thế nào con không quan tâm. Mẹ biết, từ nhỏ vì để con tránh một số phiền phức không đáng có nên chưa từng tiết lộ con với bên ngoài. Nhưng giờ con đã lớn, sau này có thể trợ giúp anh hai con nên mẹ nghĩ vẫn cần thiết. Nhưng đây chỉ là ý định ba mẹ, còn phải bàn lại với Thanh Bình. Vậy chuyện đó nói sao đi mẹ, giờ con hơi mệt muốn nghỉ một tí. Bà Hà vuốt tóc cô. Ừ, con ngủ đi, mẹ kêu chị Tâm Trương Yến cho con ăn, lát dậy ăn. Sau đó bà Hà đi ra ngoài, đóng cửa lại, Ngọc Châu đến giường ngồi xuống. Tâm trạng cô không tốt mấy, cô sợ chuyện mình và Mạnh Hùng đến tai bà sẽ càng trắc trở hơn nữa. Cô thở dài, buồn bã. Rang rang rang. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị số Mạnh Hùng, cô liền cười vui, bấm lên nghe máy ngay. Em nghe ạ. Em về nhà chưa? Rồi ạ, em đang trong phòng. Anh trai em có nói gì không? Không muốn Mạnh Hùng buồn, nếu biết người trong nhà cấm cản chuyện cô quen anh nên Ngọc Châu giấu. Anh hai không nói gì hết. Thật chứ? Chú không tin em sao? Không phải, chỉ là tôi muốn em có chuyện gì cũng phải nói tôi biết. Tôi là đàn ông, có gì cứ để tôi gánh. Cô biết anh bản lĩnh, chỉ là cô đang nghĩ cho anh, sợ anh yêu cô sẽ cảm thấy áp lực nên giấu. Em luôn tin chúng ta sẽ mãi bên nhau chú nha. Ừ, khi nào em sẵn sàng, tôi sẽ đến gặp ba mẹ em. Gặp ba mẹ em? Sao thế, không muốn à? Không phải, chỉ là đợi thời gian nữa nha chú. Thì tôi mới bảo khi nào em thật sự sẵn sàng, em đã là người phụ nữ của Mạnh Hùng này rồi, tôi phải rước em về nhà nuôi chứ. Ngọc Châu thẹn thùng, trong đầu cô hiện ra hình ảnh mình mặc áo cưới, tay trong tay anh đi vào lễ đường mà mỉm cười hạnh phúc. Hôm đó tôi quên không dùng bao, sợ là không an toàn cho em. Giờ cô mới nghĩ đến vấn đề này, lỡ nghe Mạnh Hùng nói cô hơi lo, mà kiến thức về việc này cũng không có. Vậy giờ em uống thuốc vào. Uống thuốc không tốt cho em, huống gì bây giờ uống cũng không có tác dụng. Vậy nhỡ có thì sao chú? Em vẫn chưa học xong. Tôi tuổi này có con đã tính là trễ, nếu em có thì là chuyện đáng mừng. Nhưng quan trọng là ở em, tôi không muốn em nghĩ tôi lấy lý do này trói buộc em. Miễn là quyết định của em, dù thế nào tôi cũng tôn trọng. Là mẹ ở tuổi này đối với Ngọc Hà là quá trẻ, cô cũng chưa có sự chuẩn bị về tâm lý và kiến thức. Nhưng cô nghe được trong lời Mạnh Hùng nói có một khao khát cháy bỏng được làm ba. Điều làm cho cô yêu anh hơn chính là anh vẫn tôn trọng ý kiến của cô. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để cô nguyện ý đánh đổi tất cả. Con cái là duyên, nếu đến thì mình đón nhận. Em nói thật. Dạ, cảm ơn em. Sao chú lại cảm ơn em? Vì em không có suy nghĩ sẽ bỏ con nếu có. Sao phải bỏ? Tuy em hơi bỡ ngỡ, nhưng con là kết tinh tình yêu của em và chú. Không lý do gì để em phải kết thúc sự sống của một sinh linh bé bỏng. Có điều em sợ mình vẫn là đứa trẻ, liệu có thể chăm sóc một đứa trẻ hay không? Ngốc quá, còn tôi mà. Không chỉ hai, thậm chí là 10 đứa tôi vẫn lo được. Ở đâu mà tận 10 đứa chứ? Con của chúng ta. Có nhiều quá không chú? Nhiều sao, tôi còn đang thấy ít. Hả? Ngọc Châu đứng hình, cô đang nghĩ có phải anh là một người cuồng con không? Tôi đùa thôi, để sinh một đứa trẻ thì em sẽ chịu nhiều vất vả. Sao tôi nỡ chứ? Lòng Ngọc Châu tựa hồ một dòng ấm nóng đang tràn lan khắp cơ thể. Người đàn ông thật sự thương cô mới nghĩ đến những điều đó. Trong khoảnh khắc này cô biết mình yêu đúng người. Chú làm em sắp khóc rồi đây. Ngoan, đừng khóc, tôi xin lỗi. Có phải đã làm em sợ rồi không? Không phải em sợ, tại em yêu chú quá thôi. Em thật ngốc mà, em khóc tôi sẽ đau lòng đó. Vậy em sẽ không khóc. Ngoan, tôi yêu em nhiều lắm. Em chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của tôi, em biết không? Dạ, mà chú phải hứa với em,
Dù có chuyện gì cũng không được có suy nghĩ đẩy em ra xa chú. Em sẽ không sống nổi nếu không có chú. Tôi hứa, mạng sống của Mạnh Hùng này thuộc về em. Trừ khi em không cần tôi, chứ không có chuyện tôi rời xa em. Trừ khi tôi chết. Chú không nói gở, chú phải khỏe mạnh bên cạnh em mãi mãi. Ừ, thôi em nghỉ ngơi đi, mai tôi cho người đến đón em. Chú không cần cho người đến đón đâu, em sẽ đến tìm chú. Em nói sao thì là thế ấy. Giờ chú làm gì hả? Có vài việc cần giải quyết thôi. Dạ, vậy chú làm việc đi. Chú nhớ ăn uống nha, em yêu chú. Tôi biết rồi, yêu em. Kết thúc cuộc gọi với Mạnh Hùng, tâm trạng của Ngọc Châu tốt lên rất nhiều. Cô nằm xuống giường nghĩ đến những điều cả hai vừa nói trong tương lai, mà gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Trúc Ngân và Thanh Bình đến Phát Lộc, rồi lên thẳng phòng làm việc của Hiếu Hiệp. Hai người đàn ông chạm nhau với ánh mắt hình viên đạn, nhưng Trúc Ngân không hề để ý, vì việc cô để tâm chính là vấn đề sản phẩm tâm huyết của cô bị tố. Chuyện là thế nào, anh nói rõ em nghe đi. Em ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói. Trúc Ngân đến ghế ngồi, Thanh Bình cũng định đến ngồi cùng cô, nhưng thấy Hiếu Hiệp nhìn, anh không vội ngồi mà nói. Tôi dù gì cũng là khách, lễ nghĩa cơ bản tiếp đãi khách tối thiểu, mà anh cũng không biết ư. Tôi đâu có mời anh đến. Cô ấy mời tôi đi được chứ. Anh không tôn trọng tôi chính là không tôn trọng cô ấy. Anh... Hiếu Hiệp đuối lý nên không thể phản bác lại, đành nén cơn tức mà nói. Mời anh ngồi. Vậy tôi không khách sáo rồi. Thanh Bình nhếch miệng cười đắc ý, còn Hiếu Hiệp chính là bằng mặt không bằng lòng. Hai người làm sao thế? Thanh Bình vòng tay ôm eo Trúc Ngân khẳng định chủ quyền. Em không cần quan tâm, lo công việc đi đã. Nghe anh nói vậy, Trúc Ngân cũng bỏ qua câu hỏi Hiếu Hiệp. Anh có xác nhận đúng là khách hàng mua sản phẩm của mình không? Đúng là khách hàng mua sản phẩm của công ty, có cả hóa đơn đầy đủ. Người này tìm đến nói vì sản phẩm kém chất lượng làm hỏng hết da mặt. Còn có cả giấy kiểm định sản phẩm có hàm lượng kim loại nặng. Đến đây làm ầm ĩ lên, anh phải dàn xếp xem xét rồi cho câu trả lời thích đáng cũng không chịu. Còn đưa theo người theo quay hình phát trực tiếp, anh phải kêu bảo vệ mời ra. Việc này đã ảnh hưởng đến uy tín của công ty rất nhiều, giá cổ phiếu sụt giảm. Nghe xong Trúc Ngân quả quyết. Không thể nào có chuyện đó, làm sao sản phẩm tâm huyết của em lại có kim loại nặng, anh đưa giấy kiểm định cho em xem. Bà ta kiên quyết không có đưa, nói lý do sợ phía mình đổi trắng thay đen. Em nghĩ người này không dám đưa có thể đang sợ. Nhưng người này đúng là mua sản phẩm của chúng ta, lúc đến mặt cũng bị nổi đỏ, phải đeo khẩu trang. Dù là vậy cũng không khẳng định được do sản phẩm của mình. Quy trình sản xuất đều đạt chuẩn, qua các khâu kiểm tra chất lượng, nếu có kim loại nặng sao được thông qua. Anh nghĩ đơn giản thế này. Một khách hàng bình thường nếu sử dụng một loại mỹ phẩm nào đó bị kích ứng, điều trước tiên họ làm sẽ liên hệ phía công ty để có hướng xử lý. Đằng này đến thẳng công ty tố là hàng có kim loại nặng, thậm chí mang cả giấy kiểm định còn chưa được xác thực, chưa kể có người đi theo livestream phát trực tiếp trừ khi có chủ đích. Không công nhận dư luận của Thanh Bình, Hiếu Hiệp chất vấn lại. Sao anh chắc chắn như vậy? Có thể do đầu tôi cao hơn anh một bậc. Anh đừng có quá đáng. Thanh Bình thản nhiên đáp trả. Tôi quá đáng ở đâu, anh chỉ xem. Thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Trúc Ngân lên tiếng. Anh cho em địa chỉ của người khách hàng này được không? Em muốn tự mình đến để xem tình trạng da và giấy kiểm định kia. Để anh đi lấy. Hiếu Hiệp đến bàn làm việc ghi ra địa chỉ từ hóa đơn đưa cho Trúc Ngân. Em định đến nhà người đó à? Vâng, em phải đích thân kiểm chứng. Nếu có ý đồ xấu nhằm hạ bệ uy tín sản phẩm, gây thiệt hại cho chúng ta, em sẽ không bỏ qua. Vậy anh sẽ đi cùng em. Không cần, tôi đi với cô ấy được rồi. Anh ở đây lo giải quyết chuyện công ty đi. Anh ở lại công ty đi, em đi cùng anh ấy được rồi. Cũng được, có gì báo anh. Em biết rồi, thôi em đi nha. Sau đó Trúc Ngân cùng Thanh Bình rời đi, cả hai tới nhà người khách hàng đó. Lúc này Bích Vân đang đeo khẩu trang vừa đi ra ngoài mua sắm về. Cô ta ỷ vào việc Thanh Bình sẽ tin và giúp mình nên chẳng lo lắng gì. Bây giờ cô ta đã không thể liên lạc được với trợ lý Mon từ sau cuộc gọi hôm đó. Khi lên căn hộ, cô ta lại không thể mở cửa được. Ngay lập tức liên hệ quản lý ở đây mới biết được Thanh Bình đã cho người thay đổi mật khẩu.
Cô ta chưng hửng chẳng hiểu chuyện gì, sau đó đã gọi cho anh nhưng không được, thái độ tức tối vô cùng. Sao gọi không được chứ? Đứng một lúc lâu cô ta đành bỏ đi, sau đó vào một quán cà phê ngồi, bất chợt có người nhận ra lập tức chỉ trỏ bàn tán. Cô ta phải người mẫu Bích Vân trong clip đó không? Không ngờ nhìn đẹp đẽ vậy mà đổi xác lấy giải, ghê tởm quá đi. Bích Vân vội lấy khẩu trang đeo vào rồi đứng dậy bỏ đi. Nước uống phục vụ còn chưa mang ra, cô thấy clip cùng tất cả bài viết về mình đã xóa hết mà giờ lại bị nhận ra và công kích. Bích Vân mới mở điện thoại bật mạng lướt, không chỉ clip còn có các bài đăng nói về cô đang trở thành tiêu điểm hot tranh luận rầm rộ sôi nổi. Không phải nó bị xóa rồi sao? Cô ta lập tức hoang mang, không gọi được cho Thanh Bình để hỏi, mặt cọ quọ, mắt nhìn điện thoại qua đường không để ý bị một chiếc xe tải tông vào. Cô ta hất văng ra xa rồi rơi xuống mặt đường bất tỉnh, người đầy máu. Sau đó người dân có mặt đã kêu cứu thương đưa cô vào bệnh viện. Chiếc điện thoại rơi xuống đường có người nhặt, vừa hay hiển thị cuộc gọi đến nên đã nghe và nói. Cô gái chủ của số điện thoại vừa bị tai nạn được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Bên này Thanh Bình và Trúc Ngân đã theo địa chỉ mà Hiếu Hiệp đã ghi, đến nơi đúng số nhà. Nhưng lạ là từ ngoài nhìn vào ở đây giống như không có người ở. Cửa cổng chỉ khép hờ, bên trong nhà một cánh cửa đang hé mở nên cả hai đã đi vào. Có ai ở nhà không? Không thấy ai trả lời, hai người mới bước vào nhà, đẩy nhẹ cánh cửa ra. Két. Bên trong kín mít tối om, nhờ cửa mở đưa ánh sáng vào mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Lúc này Trúc Ngân cảm giác chân mình dẫm phải gì đó. Cô nhìn xuống xem thì tá hỏa, có một người đang nằm bất tỉnh ở dưới sàn. Cô la lớn. Á! Thanh Bình ôm lấy cô hỏi, em làm sao thế? Trúc Ngân vẫn còn hoảng sợ chỉ tay xuống, có người. Thanh Bình lúc này cũng nhìn thấy một người phụ nữ nằm úp mặt xuống sàn. Đừng sợ, để anh xem, anh cẩn thận. Trúc Ngân đề phòng mà dặn dò anh. Thanh Bình ngồi xổm xuống, đưa tay lật người phụ nữ đó lại, sắc mặt trắng bệch, người lặng ngắt. Anh mới đưa tay lên mũi, người đã không còn thở. Người này đã chết rồi. Vậy mình phải làm sao hả anh? Tự nhiên đến đây lại phát hiện có người chết. Em sợ chúng ta sẽ gặp rắc rối. Cô vừa nói xong, từ ngoài cửa có hai cán bộ công an xông vào. Hai người đứng yên đó. Thanh Bình không biết sao công an đến, nhưng việc cần làm là báo án nên nói. Cán bộ đến thật đúng lúc. Chúng tôi đến đây tìm người thì phát hiện một người nằm đây và đã chết. Hai người cán bộ nhìn nhau, sau đó đi đến khống chế Thanh Bình và Trúc Ngân. Chúng tôi nhận được tin báo ở đây xảy ra mâu thuẫn. Bây giờ một người đã chết, chúng tôi phải đưa hai người về cục để điều tra. Hình như hai anh có nhầm lẫn gì rồi. Chúng tôi đến đây để tìm khách hàng đã mua sản phẩm của công ty theo địa chỉ trên hóa đơn. Nhưng khi tới nơi thì đã thấy người này nằm chết ở đây rồi. Chúng tôi hoàn toàn vô can. Có người báo án, giờ hai anh chị đang có mặt tại hiện trường làm sao không có liên quan. Giờ mời hai người về cục lấy lời khai. Trúc Ngân không ngờ vô tình cả hai lại liên quan tới án mạng. Lần này thật sự phiền phức rồi. Làm sao hả anh? Thanh Bình trấn an cô. Không sao, chúng ta không làm gì, chẳng cần phải sợ. Cứ theo họ về đã. Sau đó cả hai đã theo cán bộ công an về cục. Người chết cũng được mang đi. Lúc này tại cục công an, Trúc Ngân và Thanh Bình đã tách ra ở khác phòng khác nhau để lấy lời khai. Tôi không biết đó là ai cả. Sao lại đổ tội giết người cho chúng tôi? Nữ cán bộ công an gạt bỏ lời Trúc Ngân. Cô nói dối. Nếu cô không biết sao lại đến tìm nạn nhân. Trước đó nạn nhân có đến công ty Phát Lộc để phản ánh sản phẩm kém chất lượng. Có phải vì thế nên hai người đến tìm rồi xảy ra mâu thuẫn mà vô tình sát hại nạn nhân? Biết người chết là người tố cáo sản phẩm, Trúc Ngân rất bất ngờ. Vậy người đó là người chúng tôi tìm đến gặp sao? Nhưng lúc đến thì bà ta đã chết rồi. Hiện trường chỉ có hai người và nạn nhân. Giờ nạn nhân không còn sống, hai người muốn nói gì mà chẳng được. Chắc hai người nghĩ sẽ không ai biết. Nhưng xui là có người thấy và báo án nên chúng tôi đến kịp trước khi hai người xóa sạch chứng cứ để trốn thoát. Lúc nãy cô cũng nghe công an nói có người báo án, nhưng không để ý. Giờ nghe lại cô cảm thấy có vấn đề. Người báo án là ai? Tôi chắc chắn người này mới là hung thủ, cố tình hãm hại đổ tội cho chúng tôi. Đến giờ còn nghĩ ra cách đổ tội cho người báo án. Tôi nói là sự thật, cán bộ phải tin tôi.
Cô thật ngoan cố, đến giờ vẫn không chịu nhận tội. Tôi không làm tại sao phải nhận? Giờ tôi về nhà được rồi chứ? Trúc Ngân đứng dậy, chưa đi đã bị cán bộ giữ lại. Cô đang nằm trong viện nghi vấn tình nghi là hung thủ, nên không thể về được. Cán bộ nói vậy là sao? Tức là cô sẽ bị tạm giam. Thật vô lý, bằng chứng gì mà nói tình nghi tôi là hung thủ chứ? Bằng chứng cô có mặt ở hiện trường khi nạn nhân chết. Tôi muốn gặp bạn trai tôi. Không được, hai người bây giờ không thể gặp nhau được. Ở phòng bên này, một cán bộ công an khác cũng đang thẩm vấn Thanh Bình, cũng đặt những nghi vấn như đối với Trúc Ngân. Câu trả lời của anh cũng như cô, nhưng phía công an lại cho là cả hai đã sớm thông đồng lời khai với nhau. Thanh Bình khi biết mình sẽ bị tạm giam đã yêu cầu được luật sư đến để bảo lãnh mình, nhưng phía công an nói anh không được bảo lãnh vì anh nằm trong diện tình nghi đặc biệt. Khi họ đến, anh đang ở ngay bên cạnh nạn nhân, động cơ cũng có nên phải tạm giam chờ củng cố hồ sơ để đưa ra tòa xét xử. Sau đó luật sư phía Thanh Bình đã đến để làm hồ sơ bảo lãnh cho Trúc Ngân, cô được về, nhưng phải thực hiện đúng quy định cũng như không được rời khỏi nơi cư trú và có mặt khi được lệnh triệu tập. Lúc đi ra ngoài cùng luật sư không thấy Thanh Bình, cô mới hỏi. Anh ấy đâu? Tổng giám đốc không được bảo lãnh. Tại sao chứ? Vì phía công an có cơ sở khẳng định tổng giám đốc là hung thủ. Rõ ràng khi tôi và anh ấy đến, người đó đã chết rồi. Biết là thế, nhưng tổng giám đốc đã rơi vào thế tình ngay lý ra nên rất khó. Giờ tôi chỉ bảo lãnh cô được, phải tìm ra bằng chứng thuyết phục hơn mới giúp tổng giám đốc ra ngoài. Tôi nghĩ trong chuyện này có kẻ đằng sau hãm hại chúng tôi. Tất nhiên nạn nhân cũng do người này giết. Sau khi chúng tôi tới nơi đã âm thầm báo công an nên họ mới đến đúng lúc như vậy. Ra pháp luật cần có bằng chứng, chúng ta chỉ nói một phía lại không có đủ cơ sở thuyết phục cũng như chứng minh vô tội được. Vậy giờ mình phải làm sao? Không lẽ để anh ấy bị giam trong đó? Chúng ta phải bắt đầu tìm bằng chứng hữu ích mới mong giúp được tổng giám đốc ra ngoài. Tôi biết rồi. Sau đó Trúc Ngân và luật sư về biệt thự. Chuyện này hệ trọng, cô không thể không nói cho ở nhà nghe. Khi vào phòng khách, ông Tùng thấy luật sư đi cùng cô mới hỏi. Sao luật sư bảo lại đi cùng con? Luật sư Bảo cung kính chào hỏi ông Tùng. Cựu tổng, ba ơi, anh Bình đang bị giam rồi. Sao lại như vậy? Chuyện gì con nói rõ ba nghe. Có người muốn hại tụi con nên đã dựng lên một kế hoạch tinh vi, khiến con và anh Bình rơi vào bẫy mà họ đã giăng sẵn. Con được bảo lãnh nhưng anh ấy thì không. Trúc Ngân mới kể lại chuyện người tố cáo sản phẩm của Trúc Ngân. Cả hai đến gặp người đó rồi vô tình thành tình nghi là hung thủ. Con nói gì? Thanh Bình bị giam sao? Bà Hà trên lầu đi xuống vô tình nghe, đầu choáng váng làm mệt. Trúc Ngân chạy đến đỡ. Ông Tùng cũng đến xem tình hình của bà, rồi đưa bà đến ghế ngồi xuống. Để anh gọi bác sĩ đến xem cho em. Em không sao, em muốn biết chuyện của con. Ông Tùng mới nói lại những gì đã nắm được qua lời kể của Trúc Ngân. Sao lại như thế? Hai đứa con vô tội mà. Luật sư Bảo lên tiếng. Vấn đề ở đây, công an đến đúng lúc tổng giám đốc kiểm tra nạn nhân. Họ cho là tổng giám đốc đã sát hại nạn nhân một phần vì lời tố cáo ẩn danh kia. Tổng giám đốc vô tình rơi vào tình thế, tình ngay lý gian. Luật sư nói mình phải tìm ra bằng chứng thuyết phục thì anh Bình mới được thả ra. Ông Tùng vô cùng lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Mình phải tập trung điều tra về nạn nhân. Việc tố cáo sản phẩm của con chắc nằm trong kế hoạch được tính trước. Đây là hồ sơ danh tính của nạn nhân mà công an cung cấp. Trúc Ngân xem qua thì người này tên Mãi, 42 tuổi, làm công việc rửa chén ở nhà Hoàng Cung, ở trọ một mình. Hiện trường xảy ra án mạng là căn nhà đang được giao bán. Người mua lại là nạn nhân. Điểm lạ là thủ tục mua chỉ mới hoàn tất mấy ngày trước. Ở trọ làm thuê mà mua được nhà không phải đơn giản. Vậy thử điều tra xem trước từ phía nạn nhân xem có phát hiện được gì không. Dạ, con và luật sư Bảo sẽ đến chỗ trọ và chỗ làm để tìm hiểu. Bây giờ anh Bình bị giam như vậy, còn công ty chắc ba phải thay anh ấy rồi. Ừ, việc công ty để ba. Sau đó Trúc Ngân và luật sư Bảo cũng đi ngay sau đó. Em ăn đi. Thôi, em no rồi. Lúc cả hai nói chuyện, Mạnh Hùng bảo Mai đón cô, nhưng sau khi ngủ một giấc, anh đã gọi hỏi ra ngoài được không để cùng đi ăn. Ngọc Châu đã lấy lý do ra ngoài mua sách để gặp mặt Mạnh Hùng. Anh đưa cô đến nhà hàng Hoàng Cung dùng bữa. Lúc này Ngọc Châu đã cảm thấy no nên không ăn nữa.
Mạnh Hùng ngồi bên cạnh đưa tay nựng má cô, giọng nhẹ nhàng. Em có muốn đi đâu chơi không? Đi đâu hả chú? Tôi đang hỏi em mà, thích đi đâu tôi đưa em đi. Ngọc Châu tựa đầu vào người của Mạnh Hùng, nắm tay anh đùa nghịch. Cô nói ra mơ ước của mình. Em từng đi Thụy Sĩ cùng ba mẹ, ở đó rất đẹp. Em đã từng nghĩ sau này có người yêu sẽ cùng nhau đến đó. Vậy chúng ta sẽ đến đó. Ngọc Châu vui vẻ. Thật hả chú? Tôi có nói dối em bao giờ chưa? Em tin chú. Em muốn bao giờ thì đi. Ngọc Châu rất muốn đi, nhưng cô cần phải được sự thông qua của bà Hà và ông Tùng. Mà ra nước ngoài nên cũng rất khó. Thế nào cũng không cho cô đi một mình. Cô cần tìm lý do chính đáng. Chờ thời gian nữa nha chú. Sao cũng được. Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đưa em đi. Cảm ơn chú. Sao lại cảm ơn rồi? Vì chú thương em. Lại nói cậu ngốc nghếch. Không thương em không lẽ tôi đi thương người qua đường? Em không cho phép đâu. Chú chỉ là của mình em thôi. Mạnh Hùng nhìn cô cười, trong ánh mắt chỉ có cưng chiều. Có ai dành của em đâu. Muốn dành cũng không được. Giang giang giang. Điện thoại để trên bàn của Mạnh Hùng đổ chuông. Thấy dãy số hiển thị, chân mày anh cau lại, cầm lấy rồi anh nói. Tôi nghe điện thoại một lát. Dạ chú nghe đi, em ra ngoài đi vệ sinh. Mạnh Hùng đi đến cửa sổ rồi nghe máy. Có tin gì của hắn rồi sao? Lúc này Ngọc Châu đi ra ngoài, vào nhà vệ sinh xong, khi cô đi ra thì thấy một người vừa đứng ở cửa phòng ăn của cả hai rồi bỏ đi. Ở nhà hàng an ninh nghiêm ngặt, mà đây là khu vực VIP, không phải ai cũng lên được. Còn có hành động mờ ám nữa, Ngọc Châu theo xuống tới bậc thang thì không nhìn thấy nữa. Mới đây đâu mất rồi? Ngọc Châu, sao em ở đây? Nhìn đến thấy Trúc Ngân, cô bất ngờ. Chị đến đây ăn hả? Không, chị có việc. Việc gì hả chị? À không có gì đâu, mà em về nhà đi. Trúc Ngân không kể chuyện Thanh Bình cho Ngọc Châu nghe ở đây, mà để chờ về nhà. Dạ, một lát em về. Ừ, thôi chị có việc đi trước nha, lát em về sau nha. Trúc Ngân rời đi với vẻ gấp gáp. Sao chị ấy vội quá vậy? Ngọc Châu không suy nghĩ nhiều mà trở lên lại phòng ăn. Mở cửa đi vào, Mạnh Hùng cũng vừa nói chuyện điện thoại xong. Giờ tôi đưa em về, mấy ngày tới chắc là tôi không gặp em được. Chú bận hả? Ừ, không sao đâu, chú cứ lo công việc, em cũng học lại rồi, khi nào rảnh rồi mình gặp nhau. Tôi sẽ nhớ em. Em cũng nhớ chú, nhưng mình có thể gọi điện thoại nói chuyện. Ừ, thôi chúng ta về. Dạ. Ngọc Châu không hề để ý đến vẻ lo lắng trên gương mặt của Mạnh Hùng, có thể do anh giỏi che đậy. Lúc này bà Hai cũng có mặt tại nhà hàng. Bà ta lấy điện thoại gọi cho ai đó nói. Người đã ra rồi đó, chuẩn bị hành động đi. Sau đó tắt máy, đưa mắt nhìn xuống bên dưới với vẻ mặt hơi khẩn trương. Lòng bàn tay nắm lại với nhau như đang trông chờ điều gì đáng sợ sắp đến. Mạnh Hùng và Ngọc Châu ra tới ngoài cửa nhà hàng, đang đứng tài xế lái đến. Lúc này cả hai không hề hay biết mình đã rơi vào tầm ngắm của ai đó. Một con mắt đang nheo lại nhìn vào kính ngắm của súng bắn tỉa. Trên đó có vết sẹo dài từ đôi mắt đến đuôi chân mày khá nổi bật. Bàn tay thủ thế chuẩn bị bóp cò bất cứ lúc nào. Chú biết nhảy lò cò không? Ngọc Châu đứng rồi nghĩ ra ý tinh nghịch. Tôi không biết. Lúc nhỏ chú không chơi à? Để em nhảy cho chú xem. Nói rồi Ngọc Châu mới co một chân lên rồi bắt đầu nhảy lò cò. Gót giày cô dẫm phải vật gì đó làm người mất thăng bằng. Chao đảo suýt ngã thì Mạnh Hùng đã kịp đưa tay đón lấy, ôm cô vào lòng. Em đó nghịch ngợm lắm, xém ngã rồi thấy chưa? Ngọc Châu nhe răng cười. Em cũng đâu có ngã, em biết chú thế nào cũng sẽ đỡ em kịp. Sao em chắc chắn như thế, lỡ tôi đỡ không kịp thì sao? Vì cháu tin vào bản lĩnh của chú, còn lỡ chú bắt không kịp thì em ngã đau tí thôi mà. Mạnh Hùng ôm lấy Ngọc Châu. Sao tôi để em ngã được chứ? Để em đau chi bằng tôi đau còn hơn. Ngọc Châu hạnh phúc đưa tay nựng hai má của anh. Em yêu chú quá đi mất. Mạnh Hùng cười rồi đưa tay kéo đầu cô sát vào mặt, hôn lên môi một cái. Cùng lúc tài xế lái xe dừng ngay trước mặt cả hai, rồi mở cửa bước xuống. Ông chủ. Ngọc Châu lúc này mắc cỡ vì nụ hôn vừa rồi mà má ửng đỏ. Cô đưa tay lên má vẻ thẹn thùng trông rất đáng yêu. Lên xe đi. Dạ. Cô cùng Mạnh Hùng lên xe, xong người thân tín của anh mới đóng cửa, rồi bước lên ngồi vào ghế phụ,
sau đó tài xế chạy đi. Ở phía trên của nhà hàng, bà Hai lúc này giận dữ quát lên với ai đó bên kia đầu dây. Tại sao lại không ra tay? Bên kia là giọng người đàn ông nhếch môi cười nói. Tôi đổi ý rồi. Tại sao? Chẳng phải anh rất căm thù Mạnh Hùng, muốn anh ta phải chết sao? Đó cũng là mục đích chung của chúng ta. Giờ anh lại thay đổi là sao? Tôi đâu có nói buông tha cho Mạnh Hùng, chỉ là để anh ta chết quá đơn giản. Tôi bị anh ta làm cho rơi vào bước đường này, phải trốn chui trốn nhủi như một con chó. Tôi muốn anh ta phải trả giá, trải qua cảm giác thống khổ nhất. Anh định làm gì? Đó là việc của tôi, bà không cần phải biết. Thế còn tôi, còn hợp tác của chúng ta? Miễn sao bà đạt được thứ mình muốn là được rồi. Anh nói nghe hay quá, ngày nào Mạnh Hùng còn thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Bà phải có lòng tin vào người đồng minh của mình chứ. Bà cứ chờ đi, sẽ không để bà thất vọng đâu. Được, tôi sẽ chờ nhưng phải nhanh lên. Tôi không muốn đợi nữa, tôi đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Ok, bà đưa tôi thêm ít tiền nữa đi. Chẳng phải tôi vừa mới đưa cho anh rồi sao? Đã hết rồi, bao nhiêu đó chỉ là con số lẻ so với tài sản mà Mạnh Hùng có. Bà vẫn còn hời mà. Thôi được rồi, tôi sẽ mang đến anh. Kết thúc cuộc gọi, bà Hai lập tức rời khỏi nhà hàng Hoàng Cung. Đưa Ngọc Châu đến địa điểm mà cô nói thì tài xế Mạnh Hùng dừng xe lại. Ông chủ, đã tới nơi rồi. Nghe tài xế báo cáo xong, Mạnh Hùng mới nhìn Ngọc Châu hỏi. Em đã gọi tài xế chưa? Xuống xe rồi em gọi. Giờ em gọi luôn đi, khỏi phải đợi lâu. Dạ. Nghe theo lời anh, Ngọc Châu lấy điện thoại gọi cho tài xế đến đó mình. Em gọi rồi đó, chú yên tâm chưa? Vẫn chưa, tôi muốn đưa em về tận nhà kia. Giờ thì chưa được. Tôi hiểu mà. Ngọc Châu biết Mạnh Hùng không vui, nhưng hiện tại cả hai chỉ có thể lén lút như vậy. Chỉ khi nào người nhà cô đồng ý chuyện của cả hai thì cô và anh mới thoải mái công khai được. Cô chồm sang hôn lên má anh một cái. Vậy em xuống xe nha. Em ngồi thêm lát nữa đi, tài xế vẫn chưa đến mà. Chắc gần đến rồi, mắc công thấy em xuống từ xe chú lại thắc mắc. Ngọc Châu không nói thẳng, sợ tài xế lỡ miệng tọc mạch với ở nhà. Vậy em xuống đi. Bye bye chú. Ngọc Châu bước xuống xe rồi đóng cửa lại. Mạnh Hùng vẫn chưa cho tài xế chạy đi. Anh ra lệnh hạ kính xe xuống để nhìn cô ở ngoài. Chú đi đi. Chờ tài xế của em đến rồi tôi sẽ đi. Một khi anh đã quyết định khó mà thay đổi được, nên Ngọc Châu không nói gì. Cô đi vào trong cửa hàng sách đợi. Chưa đến 10 phút tài xế của nhà cô đã đến. Cô chủ lên xe đi. Dạ. Ngọc Châu lúc này đưa tay vẫy với Mạnh Hùng, khẩu hình miệng mở ra. Em về nha. Sau đó cô nhận lại cái gật đầu của Mạnh Hùng, bước lên xe ngồi vào rồi cô mới quay mặt nhìn về phía sau. Xe anh vẫn còn đậu yên đó, cô mới lấy điện thoại ra nhắn. Sao chú còn chưa đi? Ừ. Anh đã trả lời như vậy mà chiếc xe vẫn còn ở chỗ đó. Tài xế của cô lúc này đã lái xe đi. Được một đoạn cô mới thấy xe Mạnh Hùng chạy đi. Lúc này cô mới yên tâm. Ở nhà có chuyện cô chủ biết chưa? Nghe tài xế nói cô mới hỏi. Ở nhà có chuyện gì hả chú? Cậu chủ đã bị tạm giam rồi. Ngọc Châu bàng hoàng. Anh hai sao lại bị tạm giam? Lúc cháu đi ở nhà vẫn bình thường mà. Cô Trúc Ngân mới về báo thôi. Bà chủ vì chuyện này còn làm mệt. Mẹ cháu có sao không? Chuyện lớn như vậy sao không ai nói cháu biết hết vậy? Hồi nãy cháu còn gặp chị Trúc Ngân ở nhà hàng. Lúc này Ngọc Châu mới nhớ đến lời Trúc Ngân nói, vẻ mặt lúc đó hơi buồn còn gấp gáp. Thì ra do anh hai cô xảy ra chuyện, Ngọc Châu tự trách bản thân mình vô tư hời hợt. Lúc này cô khóc nói, chú lái xe về nhanh đi. Về tới, Ngọc Châu chạy nhanh vào nhà, thấy bà Hà ngồi ở phòng khách mắt đỏ hoe, liền nhào vào lòng bà. Mẹ ơi, sao anh hai lại bị tạm giam? Có người muốn hại anh con. Ai lại độc ác như thế chứ, sao lại muốn hại anh trai? Bà Hà kể lại tình hình những gì đã nghe cho Ngọc Châu nghe, sau đó nói. Chuyện này phức tạp lắm, giờ Trúc Ngân và luật sư đang tìm bằng chứng để giúp Thanh Bình được thả ra, bà còn phải lo việc công ty. Con cũng muốn làm gì đó để phụ giúp. Con không cần lo lắng gì hết, tập trung lo việc học của con đi, anh hai không làm sẽ sớm được thả ra thôi. Trong mắt bà Hà lúc nào cũng xem cô như một đứa trẻ. Giờ ở nhà xảy ra chuyện như vậy, sao cô ngồi yên cho được? Tuy không nói nhưng trong lòng cô nghĩ đến Mạnh Hùng, cô sẽ nhờ anh giúp cho anh trai. Vì thế Ngọc Châu viện lý do lên phòng để gọi điện thoại cho anh.
Chuông vừa đổ anh đã nghe máy. Đã về đến nhà chưa? Khi anh lên tiếng hỏi thì nghe được tiếng khóc của Ngọc Châu. Mạnh Hùng khẩn trương hỏi. Em sao thế? Nín đi, có chuyện gì nói tôi nghe. Anh hai của em. Anh hai em cấm cản chuyện chúng ta à? Không phải, anh hai em bị tạm giam rồi. Chú giúp anh hai em được không? Lý do gì mà bị tạm giam? Anh hai em bị người xấu hãm hại. Em nói chi tiết tôi nghe, tôi sẽ cố gắng giúp. Dạ. Mạnh Hùng nghe xong liền nói. Trong chuyện này đúng là có kẻ ở phía sau gài bẫy anh trai em rồi. Không biết là ai có thù hằn lớn với anh hai em như thế. Em đừng quá lo, chuyện này tôi sẽ lo liệu. Chú Sáng giúp anh hai em nha. Ừ, em nghỉ ngơi đi. Dạ. Có Mạnh Hùng hứa giúp Ngọc Châu, tin Thanh Bình sẽ sớm được thả ra. Cô không có lòng dạ nào yên nên trở xuống nhà với bà Hà. Trúc Ngân không một phút nghỉ ngơi, thậm chí là ăn uống. Cô hết đến nhà hàng Hoàng Cung hỏi thăm, rồi lại đến nhà trọ chỗ nạn nhân ở dò hỏi. Cô nắm được thông tin bà Mãi bình thường sống giản dị, đi làm về rồi về nhà trọ, ít nói chuyện với hàng xóm. Ở nhà cũng thế, lo làm công việc của mình thôi. Trúc Ngân tưởng chẳng dò hỏi được gì, thì vô tình nghe một người hàng xóm trong nhà trọ nói, gần đây bà Mãi hơi lạ, thường ngày ít khi sắm sửa mua đồ ăn, mà gần đây toàn ăn đồ ngon, mua sắm nhiều đồ bảo gửi về quê, thậm chí còn khoe mình chuẩn bị mua nhà. Người này còn nói là bà trúng số, nhưng bà Mãi chỉ cười và nói có quý nhân. Hỏi đùa là ai tốt như vậy nhưng bà Mãi không nói. Trúc Ngân thấy điểm này rất khả nghi, chắc chắn có người đứng sau cho tiền, đổi lại bà Mãi phải nghe lời làm theo những gì kẻ này yêu cầu. Nhưng để biết là ai đúng là rất khó khăn, tâm trạng không tốt. Đang lo cho Thanh Bình thì Hiếu Hiệp liên hệ hỏi cô việc đến gặp khách hàng thế nào rồi. Cô mới hẹn gặp anh và nói những chuyện này. Nói vậy việc tố cáo cũng nằm trong kế hoạch của người này. Em nghĩ vậy, một người sống tiết kiệm như bà Mãi sẽ không thể bỏ tiền mua mỹ phẩm cao cấp, còn đến tố cáo mang theo cả giấy kiểm định, trừ khi có người ở đằng sau chỉ dẫn bà ta. Vậy giờ Tổng Giám Đốc Bình hiện đang bị tạm giam. Dạ, em rất lo cho anh ấy. Em đừng quá lo, có gì giúp được anh sẽ giúp. Em cảm ơn anh. Chuyện tố cáo của bà Mãi làm ảnh hưởng ít nhiều công ty. Giờ anh đưa các giấy tờ kiểm định chất lượng công bố sẽ làm dư luận lắng xuống. Bà ta làm sùm nhưng cũng chỉ là lời phiến diện, không có bằng chứng. Tờ kiểm định của bà ta cũng chưa ai xem qua. Còn sản phẩm mình được cấp phép đàng hoàng, mọi người sẽ tin mình. Anh biết rồi, nếu lúc đầu mình làm thế này không đến tìm bà ta đã không có chuyện xảy ra. Thật ra em muốn đến để xem thật sự mục đích của bà ta là gì thôi. Chứ chất lượng sản phẩm của mình em rất tự tin, không có gì phải sợ cả. Rang rang rang. Điện thoại của Trúc Ngân đổ chuông, thấy số gọi đến cô hơi khẩn trương mà nghe máy ngay. Tôi nghe đây, luật sư bảo. Được, tôi sẽ đến gặp ông ngay bây giờ. Tắt máy xong, cô nói với Hiếu Hiệp. Giờ em có việc phải đi trước. Em đi đâu, để anh đưa em đi. Em có xe, không phiền anh. Có gì cần em cứ nói với anh, đừng ngại. Trúc Ngân cảm kích. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi, em đi trước nha. Sau đó Trúc Ngân rời khỏi quán cà phê, Hiếu Hiệp cũng đi luôn ngay sau đó. Luật sư Bảo kêu tôi đến xem gì. Trúc Ngân đến gặp luật sư Bảo, trong cuộc gọi vừa nãy ông nói có phát hiện mới. Đây là ảnh chụp vợ sau của ông Phạm, chủ nhà hàng Hoàng Cung, một trong các bất động sản của gia tộc họ Phạm. Chuyện nhà của họ liên quan gì mà luật sư Bảo đề cập đến? Lúc ở nhà hàng vô tình tôi nghe ngóng được một chuyện. Đó là chuyện gì? Bà Mãi có gặp riêng bà ta. Bà ta là vợ ông chủ xem như bà chủ, người làm gặp bà chủ cũng là bình thường mà. Đúng là như vậy. Vấn đề ở đây chỉ là dạo gần đây thôi. Trước kia thì không có. Một người làm cùng có thể để ý ganh tị nên đã nói cho tôi biết điều này. Trúc Ngân cầm tấm ảnh lên, nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng vẻ mặt lại trông không hề đơn giản, nhất là ánh mắt có hơi dữ. Ngày mai luật sư giúp tôi gặp anh Bình được không? Chắc là được, mọi việc trông cậy vào luật sư. Cô yên tâm, đây là công việc của tôi, cô về nghỉ ngơi đi, tôi thấy cô mệt mỏi lắm rồi đó. Cảm ơn luật sư, vậy tôi về trước. Trúc Ngân định về căn hộ nhưng cô nhận được điện thoại của bà Hà bảo đến biệt thự, vì vậy cô lái xe đến đó. Mẹ gọi con đến có gì không? Chị. Ngọc Châu đang ngồi cạnh bà Hà lên tiếng kêu. Con tạm thời ở đây đi, giờ Thanh Bình như vậy chắc con buồn và lo lắm. Mẹ không muốn con ở một mình trong tâm trạng thế này.
Ở đây còn có mẹ và Ngọc Châu vẫn đỡ hơn. Lúc này Trúc Ngân mới lộ vẻ yếu đuối, cô khóc ôm bà Hà. Con nhớ anh ấy lắm, không biết bây giờ trong đó anh ấy ăn uống được không? Tự dưng họa từ đâu rơi chúng vào chúng con thế này. Mẹ cũng lo cho con vậy, nhưng mẹ tin tâm tính Thanh Bình tốt, chưa từng làm chuyện ác hay hại ai cả, nhất định trời Phật sẽ phù hộ vượt qua kiếp nạn này. Mẹ nói đúng đó chị, anh hai sẽ sớm được thả ra. Chị cũng mong là vậy, chưa anh ấy trong đó ngày nào chị lo ngày đó. Giờ mẹ kêu chị Tâm dọn cơm cho con ăn rồi nghỉ ngơi. Mẹ nhìn mệt mỏi lắm đó, có sức khỏe mới lo cho Thanh Bình được. Con không thấy đói, không được cãi mẹ, ít nhiều gì cũng ăn một chút. Mà ba con giờ vẫn chưa thấy về, ở công ty chắc nhiều việc. Ba vẫn chưa về hả mẹ? Trúc Ngân vừa hỏi thì ngoài cổng có tiếng còi ô tô, bà Hà nói. Chắc ba con về đó. Vài phút sau ông Tùng từ ngoài đi vào. Ba về rồi. Công ty nhiều việc hay sao mà anh về trễ vậy? Ừ, cậu trợ lý Đăng Khôi của Thanh Bình đang đi công tác, nên công việc thiếu người sắp xếp, nên mất nhiều thời gian hơn. Mà Trúc Ngân, có thông tin gì mới chưa con? Dạ có ba. Qua những gì con dò hỏi được thì bà Mãi có khả năng được người khác thuê để làm việc. Có biết là ai không? Vẫn chưa ba. Nhưng luật sư bảo vừa nãy cho con biết ở chỗ làm, bà ta có vẻ thân thiết với bà chủ. Đáng ngờ là chỉ trong thời gian gần đây, trước kia thì không có. Con có nói luật sư bảo giúp con mai vào gặp anh Bình, hỏi xem anh ấy quen biết bà ta không. Con có thông tin gì về người này không cho ba xem? Con có ảnh đây ba. Luật sư bảo nói bà ta là vợ sau của ông chủ nhà hàng Hoàng Cung, người của gia tộc họ Phạm. Trúc Ngân lấy tấm ảnh mà luật sư bảo đưa về bà Hai cho ông Tùng xem. Vừa cầm lấy, mặt ông Tùng lộ vẻ kinh ngạc. Đây không phải là con Thu sao? Bà Hà nghe nhắc đến Thu cũng có biểu hiện khó tin. Anh đưa em xem đi. Đây em xem đi. Ngọc Châu cũng tò mò. Cô nhớ lần đến nhà anh họ dỗ bác hai gái, cô đã nhìn thấy ảnh gia đình. Cô mới biết đến người chị họ tên Thu này. Khi cô nhìn đến tấm ảnh thì vô cùng ngạc nhiên, vì đây là mẹ kế của Mạnh Hùng. Tuy thời gian đã lâu, vẻ ngoài ít nhiều thay đổi theo thời gian, nhưng bà vẫn nhận ra người trong ảnh chính là Thu. Đúng, đây là Thu rồi. Bà Hà lại thắc mắc, nhưng sao Thu không liên lạc với gia đình, thậm chí ở ngay trong thành phố mà cũng không về nhà. Người tên Thu này, hôm đi đám dỗ ở phòng thờ, mẹ có kể cho con và Ngọc Châu đúng không mẹ? Trúc Ngân mơ hồ nhớ ra nên hỏi. Ừ con, Thu là chị của Quang Huy, con bác hai. Hơn 20 năm qua bạn vô tin tức, giờ biết được mẹ rất bất ngờ. Con thấy hơi vô lý. Nếu người này là Thu thật tại sao không về nhà? Mọi người đều là người thân trong gia đình với bà ta mà. Bà Hà thở dài. Thời còn trẻ, cả hai có nhiều ân oán với nhau. Thu hại bà rất nhiều lần, sau cùng lại đâm ra hại chính mình. Hai Thu còn ghét em nên mới không chịu về nhà. Nhìn biểu cảm của bà, thêm nghe bà nói vậy, Trúc Ngân tò mò hỏi. Sao người này lại ghét mẹ? Bà Hà cũng không muốn nhắc lại, những việc này cũng là chuyện trong nhà. Nhưng hiện giờ có thông tin về Thu, sẵn Trúc Ngân hỏi nên bà cũng đang cân nhắc. Bà quay sang nhìn ông Tùng như hiểu ý vợ, ông mới nói. Em cứ nói cho con nghe đi. Được sự đồng tình của chồng nên bà Hà nói. Chuyện phải kể lúc mẹ con trẻ chưa có yêu ba con. Nghe xong Trúc Ngân và Ngọc Châu bức xúc thay cho bà Hà. Tại sao người này quá đáng như thế? Cấu kết với người khác hại mẹ hết lần này đến lần khác. Vì Thu khi đó ghét mẹ, cho là mẹ định lấy lòng bà nội của các con. Nhưng sau cùng Thu cũng trả giá, bởi mẹ luôn dạy các con ở đời đừng có ý nghĩ xấu hại người khác. Gieo nhân nào sẽ nhận quả đó, cứ sống tốt tự khắc gặp điều tốt lành. Dạ mẹ dạy rất đúng. Ngày mai anh sẽ đến đó để gặp con Thu. Em nghĩ Thu sẽ không nhìn anh đâu. Nếu không sao 20 mấy năm qua Thu không liên lạc về với gia đình, thậm chí khi chị hai mất cũng không thấy mặt. Chính vì điều này anh càng phải gặp để hỏi. Còn có một suy nghĩ này không biết có nên nói không? Sau khi Trúc Ngân nghe chuyện bà Hà kể về ân oán của mình và Thu, trong đầu cô liền nảy ra một suy luận. Có gì con cứ nói. Lúc đầu khi luật sư bảo nói về việc bà Mãi riêng bà ta, con không suy nghĩ gì nhiều. Con định mai vào thăm gặp anh Bình để hỏi xem có biết về bà ta và có xích mích mâu thuẫn gì không. Nhưng giờ nghe mẹ kể, con lại đặt nghi vấn bà ta có liên quan đến việc anh Bình bị bắt giam
vì động cơ không thích mẹ và thù hằn khi xưa. Bà Hà nghe xong lập tức phản ứng mạnh. Không lẽ Thu là kẻ đứng sau chuyện này, nếu vậy thì quá đáng sợ rồi. Nếu thật sự là nó thì anh sẽ không bỏ qua, đụng đến em và con là giới hạn cuối cùng của anh. Ngày trước anh có thể nhân nhượng bỏ qua nhưng bây giờ sẽ không. Ngọc Châu gần như chỉ ngồi nghe, mọi việc quá sức tưởng tượng của cô. Nó không chỉ liên quan đến gia đình cô mà còn cả Mạnh Hùng. Lần đến trường tìm cô thì Ngọc Châu đã thấy bà ta không đơn giản. Vậy mà giờ biết ra con người này không đơn giản, giờ lại có khả năng là chị họ của cô. Ngọc Châu chờ trong Tùng xác nhận sẽ nói cho Mạnh Hùng biết. Hôm sau, Trúc Ngân đã cùng luật sư Bảo đến cục cảnh sát để gặp Thanh Bình. Trong lúc ngồi chờ đợi cán bộ đưa anh ra, cô xót ruột vô cùng. Đến khi nhìn thấy anh, nước mắt không tự chủ mà rơi. Nhìn anh hốc hác quá. Thanh Bình ngồi xuống ghế, cô liền cầm lấy tay anh. Anh không sao, em đừng khóc. Anh ráng nha, em sẽ cố gắng để anh được ra ngoài sớm. Anh không làm nên không có gì phải sợ cả. Em và luật sư Bảo đã có chút ít thông tin rồi. Kẻ đứng sau sai khiến bà Mãi và giết bà ta để vu oan giá họa cho chúng ta cũng sẽ được đưa ra ánh sáng. À mà em có chuyện này nói anh biết. Có chuyện gì sao? Anh có biết mình có người chị họ tên Thu không? Anh có biết, nhưng người chị họ này mấy chục năm nay bản vô âm tín. Anh sẽ không ngờ được đâu. Luật sư Bảo vô tình biết được bà Mãi làm việc ở nhà hàng Hoàng Cung, gần đây đột nhiên gặp tiếng bà chủ ở đây. Bà ta là vợ sau của ông Phạm, một gia tộc kín tiếng và giàu có. Anh không biết người này. Lúc luật sư đưa ảnh bà ta, em định hôm nay và hỏi anh có biết bà ta và có thù hằn xích mích gì không. Nào ngờ khi về nhà, ba trông thấy tấm ảnh thì nói đây là Thu, người chị họ mất liên lạc của anh. Có chuyện đó sao? Em có thắc mắc vì gần 30 năm mà bà ta không hề liên lạc với gia đình, hiện tại còn đang sống trong thành phố. Sau đó em nghe mẹ kể về ân oán ngày trước của mẹ và bà ta mới hiểu ra vấn đề. Em chắc chắn chuyện anh bị tạm giam khả năng liên quan tới bà ta. Thanh Bình nghe sau những suy luận của Trúc Ngân liền trầm ngâm. Em nói không phải không có lý, nhưng có chắc bà ta là chị họ anh không? Đã qua gần 30 năm, vẻ ngoài của một người ít nhiều thay đổi. Vấn đề phải chờ ba đến gặp bà ta xác nhận. Ừ, anh trong này có ăn uống được không? Cũng được, chỉ không bằng ở nhà thôi. Em đừng lo cho anh, mà em phải hết sức cẩn thận. Kẻ đứng sau có ý nhắm vào anh và em. Giờ anh tạm giam trong đây, em ở ngoài anh sợ lại tìm cách hại em. Anh yên tâm, em có thể lo được cho mình. Sao mà không lo được chứ? Trong đây một ngày không gặp em mà anh tưởng như rất lâu vậy. Nói rồi Thanh Bình cười, nhìn anh Trúc Ngân không khỏi đau lòng. Em cũng rất nhớ anh. Đã hết giờ thăm. Cán bộ lúc này dẫn Thanh Bình đi. Trúc Ngân nắm tay anh không nỡ buông. Cô không muốn để anh nhìn thấy cô khóc, nhưng nước mắt không kìm được mà cứ rơi. Em về đi, anh sẽ nhanh về nhà với em thôi. Không được khóc, nhìn em khóc anh không chịu được. Thanh Bình nói mà mắt anh đã chuyển đỏ. Anh đang xót cho người phụ nữ của mình. Em nhất định sẽ giúp anh được thả ra, hãy tin em. Nhớ phải hết sức cẩn thận bảo vệ mình. Nhìn anh bị dẫn đi mà lòng cô quặn thắt. Người đàn ông của cô bình thường tươm tất, gọn gàng sạch sẽ, thế mà trong đây chỉ một ngày đã hốc hác tiểu tụy nhếch nhác thế kia. Chắc là anh không ngủ được. Cô cũng như thế, nhưng cô ở nhà nệm ấm giường êm, còn anh thì càng nghĩ những gì anh phải chịu trong này, lòng cô xót xa. Cô tự hứa phải tìm bằng chứng và đưa kẻ đứng thủ ác đứng sau tất cả để anh được trở về bên cạnh cô và gia đình. Rời khỏi cục, Trúc Ngân lại cùng luật sư đến chỗ căn nhà cũng là hiện trường để dò hỏi xem có thông tin gì mới không. Phải dốc toàn lực để tìm ra tên treo. Hắn đã đến Việt Nam, hiện tại hắn chỉ đang ẩn náu đâu đó trong thành phố thôi. Dạ ông chủ. Hôm qua Mạnh Hùng nhận được tin tỉnh báo treo đã trốn đến Việt Nam. Chính vì thế nên anh mới nói không thể gặp Ngọc Châu trong vài ngày tới vì để bảo vệ cho cô. Anh đang ra lệnh cho cấp dưới truy tìm cho ra tên treo. Đang đứng trong phòng cầm điếu xì gà hút với vẻ trầm ngâm thì điện thoại của Mạnh Hùng đổ chuông, màn hình hiển thị một số lạ. Bình thường điện thoại cá nhân của anh ít ai biết, có chút nghi ngờ nhưng Mạnh Hùng vẫn nghe. Alo, là tao đây, chắc mày bất ngờ lắm đúng không Mạnh Hùng? Là mày,
Mày có biết cái giá phải trả khi dám gọi cho tao không hả? Một khi đã gọi cho mày thì tao đâu có sợ. Mày đừng nghĩ sẽ truy tìm ra tao. Thằng Treo này đâu phải chỉ có cái hư danh. Vậy thì cứ chờ xem, tao đã làm mày bị bắt một lần thì sẽ có lần thứ hai. Mày đừng cho là mình giỏi. Tao sẽ cho mày trả giá đắt vì khiến cho tao rơi vào bước đường ngày hôm nay đó, Mạnh Hùng. Mày nghĩ mày đủ bản lĩnh ư? Tao thấy cô người yêu bé nhỏ của mày rất thuận mắt, trong sáng ngây thơ, tất nhiên cũng rất đẹp. Mày muốn chết à? Mày nghĩ tao sợ ư? Không hề. Tao bây giờ đâu còn gì để mất. Mày nên lo cho mày đi. Tao sẽ khiến mày nếm trải cảm giác mất đi tất cả và đau khổ khi mất đi người mình yêu thương. Bàn tay Mạnh Hùng lúc này siết chặt, gân xanh nổi lên cồm cộm, ánh mắt lóe lên tia máu như muốn giết người, nhưng rồi anh kìm lại giọng thản nhiên. Chắc tao sẽ khiến mày thất vọng rồi. Vậy thì cứ chờ xem. Sau đó bên kia đã ngắt kết nối, Mạnh Hùng giận dữ ném cả điện thoại vào góc tường. Tao sẽ tóm được mày, tống mày vào tù lần nữa. Từ hôm tranh cãi đó, Mạnh Hùng không về nhà. Ông Phạm rất buồn phiền. Đang ngồi uống trà ở phòng khách thì trông thấy Mạnh Hùng từ ngoài đi vào. Ông vui mừng. Con về rồi. Mạnh Hùng ngồi xuống ghế đối diện với ông Phạm. Ba rất muốn con cưới vợ đúng không? Ông Phạm lại bất ngờ trước câu hỏi của Mạnh Hùng. Sao thế? Con muốn cưới ai sao? Con đang hỏi ba mà. Ừ, thì tuổi của con bây giờ cũng nên lập gia đình được rồi. Ba già rồi cũng chỉ có một tâm nguyện là nhìn thấy con cưới vợ sinh con. Vậy thì tổ chức đám cưới đi. Nhưng con muốn lấy ai? Chẳng phải ba thích cô Thủy Chi đó sao? Thì ba thấy Thủy Chi xinh đẹp lại ngoan hiền, có thể là một người phụ nữ biết vun vén cho gia đình. Nhưng quan trọng là ở con. Vợ chồng sống đời ở kiếp với nhau, còn ba vài năm nữa cũng theo ông bà. Con sẽ nghe theo ba cưới cô ấy. Mọi việc ba cứ tự quyết định và chuẩn bị. Đám cưới sẽ được tổ chức 3 ngày sau. Gấp vậy sao? Nhưng con không định gặp nói chuyện với Thủy Chi sao? Con rất bận. Bà cứ hỏi ý cô ta, nếu đồng ý thì đám cưới sẽ diễn ra. Giờ con còn có việc. Nói rồi Mạnh Hùng đứng lên rời đi. Ông Phạm vẫn còn bất ngờ. Lúc ông muốn Mạnh Hùng tìm hiểu Thủy Chi thì anh lạnh lùng ngó lơ. Giờ đột nhiên muốn lấy Thủy Chi làm vợ, lại còn gấp gáp đến vậy. Ông thật không hiểu nổi con trai mình. Ai vừa đến đây à ông? Bà Hai từ trên lầu đi xuống hỏi. Là Mạnh Hùng về, mà tôi có chuyện này muốn bàn với bà. Có gì hả ông? Mạnh Hùng nói muốn lấy Thủy Chi rồi. Bà Hai kinh ngạc không dám tin. Ông nói thật hả? Nhưng chẳng phải Mạnh Hùng đâu để ý Thủy Chi. Tôi không biết, nhưng Mạnh Hùng nói nếu Thủy Chi đồng ý đám cưới thì sẽ được tổ chức sau 3 ngày nữa. 3 ngày sau kịp chuẩn bị. Mà trước tiên phải hỏi ý con bé có chịu không đã. Tất nhiên là chịu rồi. Thủy Chi rất thích Mạnh Hùng. Mà tôi lo Mạnh Hùng lạnh lùng cưới con bé về sẽ làm khổ con bé thôi. Ông cứ lo xa, giờ chúng ta lo chuẩn bị cho lễ cưới đi. Về phần con bé ông yên tâm, nó sẽ rất vui khi làm vợ của Mạnh Hùng. Ừ, vậy mọi thứ bà cứ chuẩn bị. Tôi biết rồi, giờ tôi đi liền đây. Bà Hai sau đó đã đi ra ngoài. Lúc đầu bà nghĩ trăm phương ngàn kế, thậm chí chuốc thuốc Mạnh Hùng để Thủy Chi được gả cho anh, thành vợ chủ của gia tộc họ Phạm. Nhưng Mạnh Hùng quá lạnh lùng thờ ơ, nên chẳng đã bà ta mới bắt tay với Treo để lật đổ anh. Vì biết Treo có thù oán rất lớn với Mạnh Hùng, giờ Treo đột nhiên thay đổi kế hoạch, còn chưa biết đang dự tính làm gì. Đột nhiên Mạnh Hùng muốn lấy Thủy Chi làm vợ, đúng với ý bà muốn mà không phải tốn công sức. Bà biết Mạnh Hùng chưa có tình cảm với Thủy Chi, nhưng chỉ cần cô là vợ chủ của gia tộc thì bước đầu mục đích của bà ta đã đạt được. Đàn ông rất dễ siêu lòng, huống gì Thủy Chi lại xinh đẹp. Bà không tin lâu ngày dài tháng không thể làm Mạnh Hùng rung động. Còn về Ngọc Châu, bà ta cho anh thích cái ngây thơ non nớt thì giờ đã chán. Ngay lập tức bà ta gọi cho Thủy Chi báo tin. Mạnh Hùng chịu lấy con rồi. Thật hả gì? Nhưng rõ ràng anh Hùng đâu thích con. Mấy việc đó con lo làm gì? Giờ cứ lo đám cưới đã. Khi con đã là vợ sẽ danh chính ngôn thuận ở bên Mạnh Hùng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đàn ông họ cần đáp ứng nhu cầu. Con cứ giỏi trong việc đó, không sợ không trói buộc được Mạnh Hùng. Dạ, mọi chuyện con sẽ nghe theo dì. Chuyện đám cưới là chuyện lớn, con phải về nhà nói với ba mẹ. Con không nói cũng không sao. Có gì là được rồi. Giờ dì có việc
dì sẽ đến gặp con để lo liệu chuẩn bị cho đám cưới. Chỉ có 3 ngày thôi, phải gấp rút mới kịp. Sao gấp vậy dì? Ừ, do Mạnh Hùng rất bận, mà cưới càng sớm càng tốt cho con mà. Vậy thôi, nào gặp dì sẽ bàn kỹ hơn. Dạ. Tài xế chở bà Hai đến nhà hàng Hoàng Cung. Việc kinh doanh làm ăn của gia tộc hầu như do Mạnh Hùng quản lý. Bà ta không được động tay hay xen vào. Nhưng dù gì cũng là vợ chồng nên ông Phạm vẫn cho bà ta tiền chi tiêu mua sắm thoải mái. Còn về nhà hàng Hoàng Cung, ông Phạm lên tiếng cho bà ta cổ phần nên bà ta thường xuyên lui tới ra vẻ bà chủ ở đây. Thực tế quyền hành nằm ở Mạnh Hùng cả. Xuống xe đi vào trong thì quản lý nhà hàng báo cáo. Có người tìm bà chủ đợi nãy giờ rồi. Ai tìm tôi, người đó đâu? Ngồi ở đằng kia. Nhìn theo hướng quản lý chỉ, bà ta trông thấy bóng lưng một người đàn ông, trong lòng hơi thắc mắc và nghi ngờ, sau đó tiến đến. Cho hỏi là ai mà muốn tìm tôi vậy? Người này quay mặt lại, bà Hai lập tức kinh ngạc, sắc mặt có chút thay đổi. Thu, đúng là con sao? Khi gặp trực tiếp ông Tùng chắc chắn đây là Thu, còn bà Hai tỏ vẻ xa lạ, rửng rưng. Chắc ông nhầm ai đó rồi, tôi không phải là Thu mà ông nói đâu. Tôi bận lắm, không có thời gian tiếp chuyện những người lạ không biết đâu. Bà Hai quay người định đi thì ông Tùng lên tiếng. Con đứng lại đó, dù con không thừa nhận, nhưng chú chắc chắn con là Thu. Con có thể lừa ai chứ không lừa được chú đâu. Tại sao mấy chục năm qua không về, cũng không có liên lạc. Con có gốc gác gia đình, còn có ba và em trai, chứ đâu phải tứ cố vô thân đâu. Ông không có tư cách để nói tôi, chính các người đã khiến cuộc đời tôi tan nát. Tài sản của ba tôi ông cũng chiếm hết, đến mức ba tôi phải vào chùa tu. Quang Huy phải kiếm sống bằng buôn bán, còn gia đình ông thì sống trong sung sướng, quá bất công. Bà Hai cuối cùng cũng thừa nhận, sau đó cũng phát tiết sự phẫn nộ với ông Tùng, xem ông như kẻ thù. Chuyện này con phải về nhà tìm hiểu kỹ trước khi lên án chú. Quang Huy nó ngu mới xem ông là người thân, còn tôi thì không. Những gì các người đã làm, tôi từng chút sẽ đòi lại hết. Con cứ nói, cứ như mọi người mắc nợ con vậy Thu. Con nên nhớ trong quá khứ, con đã làm những gì đi. Chú đã bỏ qua không ít lần, dường như đến giờ con vẫn không thay đổi. Ông đừng nói cứ như mình là người tốt đẹp lắm vậy. Tất cả chỉ là vẻ ngoài nên mới làm cho thằng em trai ngu khờ của tôi tin tưởng. Giờ tôi không phải con Thu của ngày xưa nữa. Tôi với gia đình của ông không có liên quan gì với nhau hết. Ông cũng đừng tìm tới gây phiền cho tôi. Con nói vậy chú cũng không còn gì để nói. Nhưng chú cảnh cáo con, nếu chuyện của Thanh Bình là con làm thì chú sẽ không bỏ qua đâu. Bà Hai có vẻ chột dạ xong lại nói. Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả. Sau đó bà ta bỏ đi vào trong, ông Tùng cũng đứng lên rời khỏi nhà hàng. Thủy Chi vui mừng khi biết Mạnh Hùng sẽ cưới mình. Lúc đầu cô lo nghĩ vì Mạnh Hùng không thích mình, song nghe những lời bà Hai nói cô cũng thông suốt. Đúng là chỉ cần làm mợ chủ cô đã có những thứ mà cả đời này mơ cũng không dám. Cô cũng tin thời gian ở bên nhau, Mạnh Hùng rồi cũng sẽ có tình cảm với mình. Mang tâm trạng vui vẻ, cô về lại nhà để muốn báo tin cho ba mẹ, cho họ thấy cô của hiện tại tốt thế nào. Ở nhà cô luôn không được thương, cái gì cũng em gái. Bây giờ cô sắp lấy chồng giàu, cuộc sống của họ sau này sẽ phải nhờ vào cô chứ không phải là em gái. Thủy Chi về đến, cô bước vào nhà, vừa đến cửa đã nghe thấy ba mẹ đang nói chuyện với nhau. Con Thủy Chi, theo bà ta tới giờ không thèm về cái nhà này nữa. Mà cũng đúng, bà ta nhiều tiền, giờ nó sống sung sướng rồi về đây làm gì nữa chứ. Thì dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của Thủy Chi mà, nhà mình chỉ khá giả. Giờ Thủy Chi sống với bà ta tốt hơn mình nên mừng cho con chứ. Bà ta thương gì nó đâu, nếu không sao hồi đó đâu đem nó đến cho mình nuôi rồi đi biển biệt. Bây giờ đến đưa cho mình số tiền rồi nói đưa nó đi. Giờ thấy nó lớn đẹp nên đem về gả trông già nào đó, chứ tốt lành gì. Thôi bà ơi, có thể do bà ta có nỗi khổ gì đó nên có gửi tiền trả công cho mình. Giờ nhận con bé, mẹ con đoàn tụ nên mừng chứ. Mệt ông quá, nói ra là ông bênh. Ông quên mình cũng có con gái à? Ông có lo nghĩ thì nên lo cho con mình. Hơi đâu lo cái đứa vô ơn kia. Tôi không nói chuyện với ông nữa. Thủy Chi đứng bên ngoài rất sốc. Cô không ngờ mình không phải con ruột của ba mẹ. Giờ cô mới hiểu tại sao em gái được thương hơn. Lúc nào mẹ cũng thiên vị em gái. Vốn dĩ cô đâu có quan hệ máu mủ gì.
Nhưng điều làm cho cô kích động là người dì xuất hiện với danh nghĩa quen biết ba mẹ, lại đối tốt với cô, hóa ra lại là mẹ ruột, mà bà lại không nhận cô. Thủy Chi quay người rời đi khỏi ngôi nhà mà cô đã lớn lên từ nhỏ, nơi mang lại cho cô sự tủi thân buồn bã. Thủy Chi về đến căn hộ, thẫn thờ mở cửa ra thì thấy bà Hai. Bà ta đã đến được một lúc, có chìa khóa nên mở cửa vào nhà được. Vừa thấy Thủy Chi, bà ta đã hỏi: "Con đã đi đâu vậy?" Thủy Chi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc. Cô nhìn bà Hai khó khăn lắm mới thốt nên câu: "Dì thật sự là mẹ của con sao?" Bà Hai đứng hình, bà không nghĩ Thủy Chi sẽ biết chuyện này. "Sao con lại biết, bọn họ nói với con sao?" "Dì trả lời con đi, dì đúng là mẹ con." Bà Hai đứng lên đi đến chỗ Thủy Chi xúc động nói: "Phải, mẹ là mẹ của con. Mẹ xin lỗi đã để con chịu khổ ở nhà đó, nhưng mẹ có nỗi khổ tâm." Thủy Chi ôm lấy bà Hai khóc: "Mẹ ơi, con gái của mẹ." Thủy Chi không hề trách bà Hai, nhưng cô muốn biết về ba mình. Cô đang sợ mình và Mạnh Hùng có mối quan hệ anh em. "Ba con là ai hả mẹ? Có phải ông Phạm không? Nếu vậy con và Mạnh Hùng sao lấy nhau được?" "Không phải, con và Mạnh Hùng không có liên quan gì cả." "Vậy ba con là ai?" Bà Hai có vẻ giận dữ nói: "Con đừng quan tâm đến, cũng đừng nhắc đến chuyện này với mẹ nữa biết không?" "Sao vậy mẹ? Mẹ nói con không nghe sao?" Bà Hai lớn tiếng đến mức Thủy Chi giật mình sợ hãi. "Con xin lỗi, con sẽ không hỏi nữa." Bà Hai liền thay đổi thái độ, nhỏ giọng nói: "Con ngoan, phải nghe lời mẹ. Những gì mẹ làm đều vì muốn tốt cho con. Chuyện chúng ta là mẹ con tuyệt đối không được nói với ai, con biết chưa?" "Dạ mẹ." "Thôi con sửa soạn đi, rồi mẹ đưa con đi thử váy cưới." "Dạ." Thủy Chi đi vào phòng rồi bà Hai mới nhớ lại chuyện quá khứ. Vì giận ba đánh mình, thêm ông Trung khước từ tình cảm nên đi uống rượu đến không còn biết gì. Sau đó bà bị một người đàn ông đưa vào khách sạn cưỡng hiếp, còn quay clip tung lên mạng khiến cho bà rơi vào trầm cảm, trở nên điên dại không tỉnh táo. Được ba mình đưa ra nước ngoài, nhưng rồi ông phải quay về nước vì hay tin mẹ bà bị bệnh. Lúc này bà đã dần tỉnh táo, cũng phát hiện mình có thai. Không biết được ba đứa bé là ai mà bà cũng căm hận người này đã khiến cuộc đời mình đầy bi kịch. Mất hết tương lai, đã có ý định bỏ đứa con, nhưng sau đó bà lại không làm. Có lẽ lương tâm người mẹ trỗi dậy chăng? Bà âm thầm trốn khỏi bệnh viện, mang theo số tiền mà ba bà để lại, mua vé máy bay về Việt Nam, không về gia đình mà tìm chỗ khác ở tạm dưỡng thai. Chờ sau khi sinh đã gửi cho người khác nuôi, hứa sẽ cho tiền, sau này quay lại nhận con. Sau này vô tình có duyên gặp bà quen ông Phạm, dù ông lớn tuổi hơn nhiều cũng có đời vợ, nhưng bà đã không hề chê mà muốn lấy ông. Sự thật thì sao biết ông Phạm giàu, nếu không phải Thủy Chi biết, bà cũng sẽ không có ý nhìn nhận cô lúc này. "Mình đi được chưa mẹ?" Thủy Chi thay chiếc váy khác bước ra hỏi. Bà Hai mỉm cười, không ngờ nhờ quyết định giữ lại mà bây giờ bà có một cô con gái xinh đẹp cũng giúp được cho bà. "Ừ, mình đi con." Cả hai vui vẻ rời khỏi căn hộ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.